Thùy Dung, một cô bé với giọng ca vô cùng ngọt ngào và những điểm nhấn rất đặc trưng trong từng câu hát, sẽ song đấu với Gia Bảo, một cậu bé nhỏ nhắn nhưng giọng hát rất cao và khỏe. Liệu một người có phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng kết hợp với một người có phong cách mạnh mẽ, khỏe khoắn sẽ mang đến màn trình diễn như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Tình đời muối mặn gương cay. Đất nước cội, đất nước cội,
Dũng ơi, Gia Bảo ơi, bình thường phim trường này nó nóng lắm mà sao bây giờ tôi lạnh quá vậy nè, nổi gai ốc mà lên tới cái mặt luôn. Trời ơi, hai phong cách, hai dòng nhạc khác nhau mà tụi con thể hiện như vậy. Ôi trời ơi, cô thực sự là quá ấn tượng với phần dự thi ngày hôm nay của các bạn. Trời ơi, phải vỗ tay lần nữa thôi, chịu quá nào. Trời ơi, chịu không nổi. Trời ơi, để từ từ cho da gà nó lặn xuống đã rồi mới nói được đây. Xin hỏi ban giám khảo là tiết mục ngày hôm nay của hai bạn Thùy Dung và Gia Bảo như thế nào ạ? Trời ơi, không biết nói sao luôn đó. Giờ cô nói này Dung ha, phải nói đúng một cái chất giọng mà hát, gọi là mấy cái bài nhạc mà Mượn Dân Ca con có một cái chất giọng nó hát mềm mại, và những cái luyến lấy của con là tương đối là khá tốt, rất là hay. Và con có một cái điểm mà con hát cái chỗ mà đầu tiên mà lúc mà con chuyển qua cái câu mà dẫn khoe tà đó, con nói liền qua cái chữ đó và con nhấn vào cái chữ áo con hát, thì rõ ràng khi con hát hết cái câu đó khán giả ở đây là vỗ tay liền. Có cái điều đó là cái điểm nhấn rất là hay, giọng con rất là ngọt ngào. Cô thấy con làm trọn vẹn bài hát này về những cái sự luyến lấy là tốt. Còn nói về cái anh chàng Gia Bảo này, tôi không biết nói thế nào nữa. Cô ghi một cái câu cái trong đây, cô ghi bỏ nhỏ mà thấy ghét quá. Lực ở đâu mà hát cái lúc mà những cái đoạn cao, eo ơi mở khẩu hình ra vang rộng, đất nước tôi, trời, tự nhiên nghe cảm thấy nó tự hào, niềm tự hào dân tộc nó trỗi dậy ghê, nó hào sản. Anh bùng cháy ở những cái đoạn cao và anh biết là anh đang hào cái anh bỏ nhỏ xuống một cái, nghe nó đã gì đâu á. Cô nghe sau lưng này nè, cô nghe râm ran, quý vị khán giả nói trời ơi, anh nhỏ xíu mà hơi anh ở đâu dữ thần vậy không biết nữa. Chào cô Thu Huyền, cô thấy hôm nay hai bạn đã thể hiện như thế nào ạ? Bạn nữ hát thì ra cái chất Nam Bộ mà cái luyến láy tròn vẹn, cô nghe được là chuẩn xác. Còn bạn Gia Bảo thì cô không có biết góp ý gì nữa bởi con lấy hơi như là học sinh thanh nhạc ấy, rất là cảm tình và hát rất là chững chạc, hát rất là máu lửa nhưng mà xem nó không bị hùng hục. Thế cho nên là cô chúc mừng cả hai bạn. Vậy là mình đã được nghe hai lời khen rồi đó nha. Bây giờ là những lời từ chú Quang Linh nè. Bảo, con có học hát không? Con có. Con có hả? Cái cách mà con đứng hát giống như là một thí sinh của nhạc viện mà đang đứng luyện thanh vậy đó. Con kê piano ở trước rồi mới... Đấy, đúng kiểu thế luôn. Con hát hay rồi, ở đây mọi người thấy rồi, chú cũng nói nữa. Chỉ có điều nhỏ là ra hát nguyên đoạn đầu cứ đứng túm quần này nè. Túm à? Túm ngay cái đấy luôn, ngay cái khóa luôn. Mà chú tưởng là tuần rộng quá cháu sợ rớt đúng không? Có sợ không? Không hả? Thế là cháu quen phải không? Cháu phải bỏ cái tật đó đi nhá. Nhìn nó không có đẹp đâu, tại vì lúc cháu để cho đứng này nè, cháu đứng này giống như sợ uốn rớt vậy. Còn phần của Dung cũng vậy, và ở cháu có cái đặc biệt là cái những cái nốt giảm thanh của cháu rất là ngọt luôn. Mà cái điều đó không phải ai làm cũng được nhá. Bạn ngay bẩm sinh ở trong giọng cháu đã có rồi. Cùng với thời gian khi mà cháu lớn lên á, cháu luyện và cháu giữ được cái đó, thì khi mà sau này khi lúc cháu trưởng thành, cháu sẽ trở thành một giọng hát gây được sự chú ý với cái dòng nhạc dân ca này. Cảm ơn cháu nhé. Và thêm một điều cuối cùng nữa, trước may cái là trước khi tiết mục này chú vừa uống một viên Panado. Trước tiết mục này để mà chọn một trong hai cháu hay là chọn như nào đây hơi bị đau đầu, như vậy thế cái ca này hơi khó. Ban giám khảo vẫn còn thời gian để cân nhắc và suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bây giờ thì một lần nữa, cô Óc chúc mừng hai bạn Thùy Dung và Gia Bảo nha. Thùy Dung và Gia Bảo, đêm nay hai em đã mang đến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với khán giả và ban giám khảo. Thùy Dung sẽ đi tiếp hay Gia Bảo sẽ đi tiếp? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Về phần hát của con thì giọng con rất là ngọt ngào. Cô thấy con làm trọn vẹn bài hát này về những cái sự luyến lấy là tốt. Còn bạn Gia Bảo thì cô không có biết góp ý gì nữa. Cái cách mà con đứng hát giống như là một thí sinh của nhạc viện mà đang đứng luyện thanh vậy đó. Và cô Óc xin được thông báo kết quả tổng hợp từ ban giám khảo. Gia Bảo
sẽ nhận được tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Và kết quả dành cho Thùy Dung cũng y chang vậy đó. Chúc mừng hai bạn Gia Bảo và Thùy Dung. Sao cảm giác của tụi con bây giờ thế nào nè? Dạ con cảm thấy rất là hạnh phúc và vui sướng. Con Bảo sao con? Con cũng rất là vui vì được vào vòng trong, giành tấm vé vào vòng trong. Và con cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho con được thử sức với cuộc thi này. Con nghĩ rằng là mọi người phải cảm ơn con. Vì con đến với cuộc thi này, con thể hiện như vậy thì chúng ta mới có một tiết mục rất là xuất sắc ở vòng song đấu này. Chúc mừng hai bạn Thùy Dung và Gia Bảo.